Hôm nay là 8 giờ tối ngày 26 tháng 10. Em sẽ lên cho các bác một vài cái clip cho các bác chơi. Đấy. Cái dòng này thì nó là chim đực tách lẻ trưởng thành rồi. Đây là em chim đực. Đấy. Có huỳnh cườm. Chân cẳng đã ngả màu tím rồi. Đấy. Đuôi rất là vót. Đực này thì chim khá là thuần, tợn chim. Bác nào mà có con mái thì về ghép cũng được, không thì các bác chơi. Dòng này thì nó là dòng phấn hồng, chim khá là thuần đẹp, tợn chim. Con này thì có lẽ là con cũng là đặc sắc nhất trong cái video của tối ngày 26 này. Đấy, em cũng báo giá công khai là 1,5 triệu. Đấy, chim khá là mịn màng. Em cũng muốn quay nó thực tế luôn, đưa đi đưa lại cho các bác nhìn từ cái chóp đuôi đến cái đầu đến cái mỏ để cho các bác xem. Đấy, chân cẳng rất là rõ ràng, không nổi móng, không nổi móng, không nổi từ trên đỉnh bắp chuối này. Chim rất đẹp luôn. Đây là những cái dòng em nuôi Avi. Đấy, nó cũng đã tầm 1,5 năm rồi, hơn 1 năm rồi. Đấy. Em sẽ view luôn. Đây là con em số 1 nhé. Em số 1 thì khá là to. Con này bộ khổng lồ luôn. Đấy, bộ khổng lồ luôn. Đây. Khổng lồ như thế nào thì các bác cũng có thể là hình dung ra. Con này thì em nhấn mạnh là chim là thuần. Bộ to. Đấy. Sáng. Đấy. Bắp chuối. Quả to. Clip số 1. Đấy. Giá 1,5 triệu. Là công khai. Anh em nào muốn chơi lồng đơn cũng được, mà muốn ghép cũng được. Đây là cái giống chim tốt. Đấy. Anh em có thể nghiên cứu. Đấy. Chân cẳng rất là vuông, dài. Mắt mỏ sáng, tợn. Lên cầu đi. Lên cầu. Đấy. Đứng rất là trường. Trường chim. Clip số 1. Rất là đẹp. Đấy, các bác có thể tham khảo nhé. Đăng tối ngày 26 tháng 10. Clip số 1. Đấy. Em luôn nói rõ mã số, nói rõ ngày đăng, nói rõ đơn giá, giá tiền và thuộc tính. Đấy. Chim rất đẹp. Em chuyển sang clip số 2. Số 2 này thì chim rất là dữ tợn luôn, mặc dù nó là con chim bắt đầu chuẩn bị khép cườm. Đây là con chim em đánh giá điểm rất là cao. Đấy. Tuy chưa phải là chim già, nhưng em vẫn báo giá cho các bác là 1,3 triệu, bởi vì là con chim này thực ra các bác nhìn này. Chim này là cườm mới bắt đầu gọi là đạt được khoảng 80% cườm. Có nghĩa là nó rơi vào tháng thứ 5. 1,3 triệu. Đấy. Bác nào tinh ý, tinh mắt thì có thể là chốt luôn. Đấy. Em này thì biết nói thế nào nhỉ? Đây, phao phao trắng nhá. Đấy, trắng, đấy, phao trắng. Lông đuôi cũng vót. Đấy, các bác nhìn cái cườm của nó thì gần như là chưa hoàn thiện đúng không? Một con chim chưa hoàn thiện cườm mà bộ rất là to. Đấy. Bộ rất to luôn. Đấy. Đấy, điện thoại quay ở chế độ bình thường, không có zoom một chút nào luôn. Đấy là cam kết với các bác. Đấy, clip số 2 này thì chim thì tợn chim. Đấy. Bác nào chơi con này thì nó là
tầm nạc nạc bánh tẻ này là sau nó mới là lên chim này. Đấy. Đấy, các bác nhìn nó đứng nó trườm chim lắm. 1,3 triệu là thực sự là giá cũng hết sức là Covid rồi. Giá hết sức là gần để cho anh em mới chơi có thể chơi được. Đấy. Con chim đứng lồng rất tự nhiên. Chân đấy, đỏ. Đấy. Mắt mỏ rất thích luôn. Bác nào mà tinh ý thì nên chốt cho em con này. Đối với bản thân em thì con này em kết hơn con số 1. Để nói đúng ra mặc dù nó kém 200 nghìn đơn giá giữa 1,3 triệu và 1,5 triệu nhưng mà con này em kết hơn. Đấy là em chỉ phân tích theo cảm cảm tính thôi. Nhà em thì nói chung là số lượng chim cũng nhiều, đâm ra là cũng để phục vụ anh em trên kênh thì thực ra là cũng rất là nhiều. Đấy. Đấy. View cho các bác từng cái tư thế như thế này để cho các bác lựa chọn. Đấy. View nhá. Đấy. Buổi tối ngày 26 view clip số 02 giá 1,3 triệu bảo hành chim đực. Đấy. Đấy. Chim giọng thổ các bác nhé. Có lẽ là vì nó con này nó đẹp quá mà nó nhìn trông nó rất là tợn, em không nỡ nào nhấc camera ra vùng khác cả. Đấy. Các bác nhìn con chim này. Rất là khôn. Đấy, thôi dành cho con clip số 3 đi. Clip số 3 này cũng quá là khủng khiếp luôn. Clip số 3 này thì là biết nói nào nhỉ. Đây. Clip số 3 này thì nó lại là ở cái con này nó lại rất là hay. Đấy. Con này của nó là mã cực đẹp luôn. Riêng con này mã thì đẹp nhất trong ba con. Đấy, các bác để ý nhìn kỹ. Cái bả cánh của nó không có một cái nốt mã miền nào luôn, không có một tí nào. Và cái mắt của nó rất là tròn, vành mắt rất đỏ. Và cái lớp hình cườm vàng. Đấy, các bác nhìn nó xồ nó rụt lại. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Mà con này giọng rất vang luôn. Ù vang luôn. Chắc giọng. Ở trong cái AV đâm ra là cũng thực ra con này đẹp nhất. Tổng đẹp nhất trong cái lô AV 50 con. Đây là mà may là em cũng nhận dạng được nó. Cái con này nó có một ưu điểm là nó không lẫn một chút cái lốt nào cả. Đấy. Mà ấy, cái màu chân cũng như là cái lớp hình cườm này em nhớ luôn. Bởi vì bản thân em là người thích chim nên là con nào mà em đã thích em nhớ luôn. Nhớ luôn. Trong hàng đống chim thì em sẽ nhớ luôn, nhìn một lần nhớ luôn. Đây. Biết nói thế nào bây giờ nhỉ? Con này 2 triệu cho các bác nhé. 2 triệu để cho anh em nào thực sự là muốn gây giống. Đấy. Không biết nói thế nào luôn. Quá to luôn, con chim quá to và quá là mịn màng luôn. Đấy. Các bạn nhìn đấy. Cái phần đầu nó có cái phần phớt xanh. Phần khuy mắt nó rất là tròn, đỏ căng. Màu chân thì rất là nó không phải là tím mà nó cũng không phải là nhạt đúng không? Nó gọi là đỏ 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 rất là hợp lý luôn. Đấy. Bây giờ em chuyển camera sang mặt đằng trước của nó này. Các bác nhìn cái đầu của nó này. Tròn như là con bồ câu đực luôn. Đấy. Tròn như con bồ câu đực luôn. Em muốn quay và muốn ngắm cái con clip số 3 này mãi luôn đấy. Thực sự luôn. Vách cườm này. Đấy. Vách cườm. Đấy. Chim thì đưa tay vào rất là thuần. Đấy. Đánh cánh thoải mái. Quả đỏ. Đấy. Rất đẹp luôn. Con chim rất đáng đồng tiền luôn nha các bác nhé. Bác nào mà muốn tìm một con chim mà không chê vào đâu thì đây là cơ hội. Đây. Cườm tạo thành một cái vách ngăn rất là rõ ràng. Đây. Đây. Móng không nổi một cái gì luôn nhé. Chân con chim này rất là sạch luôn.
biết nói thế nào. Con chim bộ rất to, rất chắc, mỏ. Đấy. Đầu xanh. Đấy, con này là phao xám. Đầu xanh, đuôi xám, ngực hồng. Chim cu Bắc Bộ, xứng lồng vàng son. Đấy. Con chim như này mà cho vào một cái lồng son thì thôi rồi, ông bạn nào đến cũng phải khen. Đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Đây. Chim bậu. Không chê vào đâu được luôn. Huỳnh cường rõ ràng luôn. Biết nói thế nào bây giờ Nói đến rồi bán thì lại thấy tiếc. Mà không bán thì không ai biết đến mình cả. Các bác ạ. Thôi, chia tay em clip số 03 nhé. Em cũng không biết nói thế nào cả. Con chim này 2 triệu thực sự là người bán còn cảm thấy tiếc luôn. Đấy. 03. 04. 04 thì thôi, mềm mềm hơn một chút để cho anh em chơi nhá. Đấy. Đây. 04 đây. Lu lu đánh cánh luôn. Đấy. Rất thằng rất tợn. Đấy. Đấy. 04. Đấy. 04 này để cho các bác là 1 triệu. Đấy. À, con này vừa nãy là rơi lồng phát là cánh đập vào hơi rồi không sao. Đấy. Đấy. 04. Con 04 này quay ở đây nó không được đúng bài lắm. Biết để ở đâu cho nó rõ nhỉ? Thôi để xuống dưới vậy. Đấy, 04 nhá. 04 thì về cơ bản chim rất là thuần. Đấy, 04 chim rất thuần luôn. Đấy. Con này thì màu lông cũng rất là đẹp. Không có một nút mã nào cả. Không có một nút lốt mã nào cả. Đấy. Để cho anh em biết là con chim nó cũng thực sự là giá 1 triệu là cũng là rất gần với anh em nào mới chơi rồi. Đấy, con này ưu điểm là tợn chim lắm. Trông cái mặt nó rất là tợn. Đấy. Mặt rất tợn luôn. Đấy. Cho ra cái bóng điện này thì nó hơi sáng một chút, nó rõ hơn, nhưng mà nó lại đang sợ. Đấy. Nó đang hơi sợ. Kệ nó, mình giơ cái điện thoại ra thì nó cũng có một cái phản ứng thôi. Đấy. Clip số 4 nhá. Giá 1 triệu. Các bác cố gắng nghe và nói là nắm bắt được cái thông tin của mã số và số tiền nhá. Đấy. Đấy. Chim rất là tợn chim. Con này thì đấy. Khá là to cườm vừng. Rồi, chuyển sang clip số 5. Clip số 5 thì em sẽ cho các bác xem một cái siêu phẩm. Đấy, siêu phẩm. Đây là cái clip số 5. Clip số 5 này thì nó sẽ tương ứng với con clip. Đây, các bác nhìn này. Con này thì em kết ở cái bộ cườm ở đằng sau gáy của nó. Rất là cao cườm và rất là dày cườm. Đấy. Clip số 5. Đấy. Đấy. Đấy, cườm rất là cao nhá. Đấy. Kệ đó. Clip số 5. Đấy. Đây. Cái phần gáy của nó rất là vê cườm luôn. Đấy. Bác nào tinh ý thì bác nhìn thấy cái cườm con này rất là lạ luôn. Đấy. Bác nào nhìn tinh ý bác nhìn thấy nó lạ ngay luôn mà. Nó rất là đẹp. Đấy. Đấy.
clip số 5 này là giá 1 triệu rưỡi nha các bác nhé. Giá 1 triệu rưỡi. Con này thì nó già chim. Già chim và nó tợn chim. Đấy. Con này nó dành cho dòng chim. Nếu mà các bác nào mà có được thời gian thì tập em này thành con chim mồi là đối với kinh nghiệm của em là khẳng định là con mồi rất là ok luôn. Đấy. Con này mặc dù là đây em nó đứng im đây rồi, em quay cho các bác xem. Đấy. Một con chim mồi nhá, một con chim mồi rất là triển vọng luôn. Đấy. Đấy. Đuổi đánh tất cả các loại. Đấy. Tuy nó cũng không phải quá già nhưng gần như nó làm chúa chuồng luôn con này. Tại vì con này em nhớ nó có một cái bộ cườm rất là lạ. Ở phần gáy nó rất là cao. Đấy. Các bác để ý mà coi. Mà hai nữa là cái phần đỏ của nó ấy, đỏ chói và dày ở cái phần mắt thì đấy là những con chim trọi tợn. Đấy. Bao giờ thế các bạn cứ nhìn thấy con nào mà có cái lớp mắt mà nó cái viền đỏ nó dày đấy, mà đỏ rực thì đấy là dòng chim tợn. Đấy. 1,5 triệu cho cái clip số 5 này và khuyến cáo anh em nào là chơi chim trọi nhá. Đấy. Trọi. Có thể là con này là tố chất theo kinh nghiệm nuôi của mình thì tố chất rất tốt. Đấy. Rất tốt luôn. Thì mình giơ cái điện thoại ra quay thì nó cũng phần nào là nó không được tự nhiên thì nhưng mà dù sao thì cũng nó cũng phản ánh được những cái góc nhìn. Đấy. Quan trọng là các bác nhìn thấy cái màu lông, cái thái độ mắt, đấy. Cái dáng đứng và cái tướng tá. Rồi clip số 5. Đấy. Đó. Nó đang nhìn thấy cái điện thoại. Có vẻ như anh ta cũng không thích. Rồi, cho mày đứng xuống để đứng xa xa chút đứng cầu này. Clip số 6 nhá. Clip số 6 thì dành cho anh em nào mà chơi cái dòng nó nguyên bản ngày xưa ấy. Con này thì nó là siêu thuần rồi. Đấy. Đấy, nó vừa phải thôi, nó không quá quá to mà cũng không quá nhỏ. Đấy. Những con này thì để cho các bác là 800. Em thích con này là nó cũng có một cái phong cách đặc biệt bởi vì là nó thon chim, nó mình gọi là hơi ré ré nhưng mà cái phần cườm của nó thì chiếm cái tỷ lệ huỳnh cườm rất là nhiều. Mà cườm nó là dòng cườm rắc chứ không phải là cườm nổ. Không phải là cườm nổ. Con này thì nó khôn chim lắm. Bởi vì cái chân, cái mắt, cái mỏ, cái dáng của nó. Đấy. Anh em nào mới chơi thì có thể tham khảo cái mã số 06 này 800k nhé. Đấy. Em bảo hành con chim này chim đực. Đấy. Nó cũng tầm trai trai tầm khoảng ấy thôi. Nó cũng chưa già. Mới có được khoảng tháng thứ tư, thứ năm thôi. Đấy. Con chim thì đấy, các bác nhìn này, nó cũng kiểu như là nó cũng còn cườm, nó còn đang ở cái giai đoạn hoàn thiện. Đấy. Nhưng mà con này có một cái màu cườm rất là lạ luôn. Đấy. Có lẽ là đây là con chim mà mình thấy là cái màu cườm nó gần như màu vàng chiếm tỷ lệ rất nhiều. Đấy. Bác nào thích sưu tầm cái đồ lạ độc thì đây cũng là một cái lựa chọn này. Đấy. Em view này chắc là các bác cũng nhìn chung ra rồi. Nhìn cái cườm nó rất là lạ luôn nhé. Đấy. Đấy, con này được cái chân cẳng rất là dài, mỏ dài, cổ cao, người trườm vót. Đấy. Thuần chim, con này thuần lắm, con này gần như rất thuần luôn. Đấy, tợn chim phích. 800k anh em nhé. Anh em nào tinh mắt thì nhìn thấy ngay cái hay của con chim này. Đấy, con chim này cũng là một trong những con chim khá là lạ trong cái trong cái mấy con chim hôm nay em lên sóng. Đấy. 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 Clip số 6 nhá, 800k. Đấy. Rất là rõ ràng luôn đấy, dáng rất là đẹp luôn. Đấy. Chân rất là dài. Rồi, ok, qua cái clip số 6.
6 thì đến clip số 7. Em cái đời clip số 7 này thì nó cũng là con chim mới có chưa có tí cườm nào cả. Nhưng nó là con chim ràng. Đấy, cũng khá là tợn chim. Con này thì em thích mỗi cái bộ mỏ của nó dài ngoằng ngoẵng luôn. Hình như trong trong tất cả các loại những con có trong video, bác nào để ý kỹ đây, bác nào có để ý kỹ thì con này, con này mỏ dài nhất luôn, mỏ dài nhất, nên là mỗi con nó có một cái điểm 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 khác khác biệt. Đây các bác nhìn mỏ dài nhất luôn đấy. Mỏ dài nhất luôn. Con này nó là clip số 7, em để luôn con số 7, giá 700k nhé anh em nhé. Anh em có thể thấy là cái chân cẳng dáng dấp đấy. Con này nó kiểu như là nó còn mới có được em nghĩ là cườm của nó như này thì không 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 mới lắm chim nó, nhưng con này tợn chim, nhanh chim, tợn chim. Bạn nào chịu khó gột thì bây giờ thì cũng là một con chim rất là hăng đấy. Nhanh chim, tợn chim. Clip số 7 em mà xách ra cái khu vực sáng sáng này, này. Các bác quay nhìn vào nó sáng, nó đẹp. Đây. Đây. Đấy. Nhìn thế này cho nó rõ, nhiều khi đứng quay nó không được rõ thì nhiều khi rất là đấy. Chân cẳng móng vảy. Đấy. Các bác theo dõi. Tợn chim lắm. Con này nó quanh nhau trụi hết cả lưng lồng. Quay thế là cũng khá là rõ rồi đúng không? Lên cầu đi con. Đấy, lên cầu cho các bác xem. Đấy. Như vậy là hôm nay em sẽ tranh thủ lên 7 clip. Đấy. Thì mỗi một con nó sẽ có một cái điểm mà em cố tình chọn ra 7 con này, là mỗi con nó có một cái điểm khác nhau và nó sẽ có một cái điểm đặc biệt. Đấy. Đấy, thì các bác xem dõi kỹ lại cái video và chụp lại hình cho em, cũng như em cũng sẽ nhớ để đây, trong đó là cái con số 5 này, em rất thích con này, nó là con chim tố chất, con chim mồi đấy. Đấy, rất là tợn chim đấy. Rất tợn chim luôn, tố chất của một con chim rất là tợn luôn. Mặc dù là nó bây giờ nó đang không không được này, nó đứng gọi là nó này. Em cố tình để cho nó ra cái chỗ bóng điện này để cho bác nhìn, con chim rất tợn luôn, cực kỳ tợn luôn nhá. Đấy, ok đấy, số 5 rất đẹp đấy. Ok, em sẽ để lại cái thông tin là số điện thoại, địa chỉ đấy. Và đây là cái logo đấy. Số đầu tiên là 0335305982 cũng là số Zalo. Số thứ hai là 0989177982 đấy. Đây là cái thông tin để cho anh em có thể kết nối và nhớ rõ cái mã số để các bạn xem. Các bạn có thể thưởng thức đăng ký kênh để thưởng thức những cái khoảnh khắc. Mà em cũng sẽ hứa là tối nào cố gắng sẽ lên được 1-2-3 video để cho các bác. Dù các bác không mua nhưng các bác có thể là xem để giải trí cũng được. Không sao cả. Với cái nghề trang trại chim của em thì nó là mãi mãi nó là cuộc sống của em rồi. Nên là các bác xem, giải trí cũng được. Đấy, đăng ký thì bấm vào nút chuông hoặc đăng ký xem cho nó vui mắt thôi. Đấy. Ok, đấy là một chút những cái mã số được treo ở đây để phục vụ anh em. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bác một buổi tối thật là ngon giấc và sẽ có được những cái niềm vui bên những chú chim của mình.